Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là BVD Game đây. Ngày hôm nay mình sẽ mang cho các bạn một tựa game rất là mới về bóng rổ các bạn ạ. Thật sự là mình gọi là rất là thích chơi bóng rổ trong game thôi. Ra ngoài đời mình lùn lắm các bạn ạ. Mình không chơi được bóng rổ đấy. Ngày hôm nay đây là cái giao diện của cái game NBA, thật sự nhìn rất là hầm hố. Và NBA là một giải đấu rất là lớn ở ngoài gọi là đời thường luôn, ở bên nước ngoài các bạn ạ. Thật sự rất là lớn vãi nồi luôn, lớn vãi trưởng luôn đấy. Bây giờ mình sẽ vào luôn một cái trận gọi là event mình đã chuẩn bị từ trước đây. Mình chuẩn bị chứ mình chưa hoàn toàn chơi các bạn nhé. Đây là một cái trận đấu mình play mất 440 gọi là sung sức của mình nhá. Đây thì điển qua đội hình của hai đội thì my team, đó là team của mình, thì với điểm số chỉ là 64 thôi, và team của đội bạn lên 75, nó thật sự là chiều cao lẫn kiểu gọi là cái chỉ số của team bạn rất là mạnh. Mình không biết mình có thắng không, nhưng mà tự tin bước vào trận đấu với một tinh thần gọi là 200% sức mạnh luôn, và mình sẽ tự tin chiến thắng cái vòng này nha các bạn nha. Mình không thể nào làm thất vọng được những cái fan hâm mộ và đang ở trước màn ảnh của mình được. Ok, và đây một pha chạy chỗ, một pha chạy, một pha chuyền, hay quá, hai đội nó chuyền đến nhau. Vâng, vậy như vậy là một pha tuột trong gang tắc các bạn ơi. Thật sự là hết sức là buồn khi mà một cầu thủ của NBA đang. Và đây là một pha ném biên cho đội mình. Và đây, anh ta đang ngoài một cấm địa. Đáp, trời ơi, liên tiếp là những pha gọi là đáp rất là gắt nhưng mà không vào các bạn ơi. Đây là đội bạn đã phản công rất nguy hiểm đây. Thật sự mình không biết là mình có lấy được bóng ở tay đội bạn không. Wow, trời đất ơi, đội bạn đắp rất là kinh các bạn ơi. Đắp giáp vãi trưởng luôn đấy các bạn ạ. Vâng, đây là cơ hội. Vâng, cái bàn đắp trả gọi là thực sự là rất là nghẹt thở luôn. Bây giờ đội bạn đã phản công và mình đang tìm cách phòng thủ. Mình đang tìm cách phòng thủ các bạn ơi. Liệu phòng thủ thành công? Liên tiếp vào những pha lừa tình rất là ghê gớm đến từ team bạn. Vâng, như bạn đã trượt rồi. Cơ hội phản công cho team mình. Vâng, như vậy là một pha úp sổ. Như vậy là pha úp sổ rất là tuyệt vời. Và đội mình đã được 100 điểm các bạn ơi. À đâu? Đội mình, đúng rồi các bạn ơi, đội mình đã được 100 điểm. Tại vì nhìn hai cái đó. Vâng, tiếp tục là những pha phản công. Những pha phản công, những pha chạy chỗ, những pha chuyền. Vâng, như vậy là mình đã bất bại rồi các bạn ơi. Trời ơi, như vậy là đội bạn úp sổ rồi. Thật sự là rất là đáng tiếc. Thật sự là rất là buồn luôn. Nào. Vâng, và như vậy là đội mình đã vươn lên dẫn trước tiếp tục vào 102 điểm các bạn ơi. Thật sự rất là phê. Yeah. Rồi xong, và tiếp tục là những pha gọi là trao đổi gọi là wow, pha chuyển giá hết sức là phí, rất là thiếu chính xác. Và cổ động viên của hai đội đang cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Vâng, và bây giờ mình đang theo sát hai bên. Vâng, ra ngoài rồi. Trời ơi, nhưng mà ngay sau đó là đội cầu thủ của đội bạn đang vươn lên ụp giọt ngay lập tức. Đây là một pha tấn công của đội mình. Mình đang xoay sở. Vâng, và như vậy là mình đã cầm banh quá lâu và đã bị phạt các bạn ạ. Thật sự rất là tiếc nuối trong cái sự tiếc nuối của cả team. Liệu có vào không? Trời đất ơi! Các bạn ơi, thật sự là rất là phí luôn. Đây coi phản công cuối cùng. Cú đáp cuối cùng. Liệu có vào không? Trời ơi! Hai điểm trước gọi là team của đội bạn, thật sự rất là buồn. Mình sẽ quyết định đấu lại cái team này. Mình không thể nào mình chịu thua như vậy được. Tiếp tục, đây là một trận đấu lại các bạn nhá. Mình đã bắt đầu đấu lại cái đội này. Mình không thể nào chịu thua như vậy được. Bên mình là đội giao bóng đầu tiên. Một cú đáp. Và mình muốn ghi một bàn thật sự là gọi là gây ấn tượng nhưng mà nó không được rồi các bạn ơi. Đây, trời ơi, team bạn vô rồi. Và vậy, và team mình đang vẫn dẫn trước hai bàn các bạn ơi.
Trời ơi, mất banh rồi. Banh bóng bồng bềnh. Rồi, hello. What's up? Kèm vô anh em ơi. Vô, nó không vô rồi. Ốc chó. Trời ơi, là ốc chó ấy. Buồn quá các bạn ơi. Vâng, và bây giờ là tỷ số đó phải đều rồi các bạn ơi. Thật sự mình đang rất là buồn. Yeah! Nỗ lực của mình đã bị ghi lên một bàn rồi. 100 điểm, mình đã được tỷ số này 100 rồi. Thật sự đội bạn rất là may. Một pha cản phá của mình thật sự là một pha cản phá gọi là hết sức là ghê gớm, nhưng mà vẫn không thể nào mà ngưỡng ghê bằng đội bạn được. Trời ơi, tiếc quá. Hello. Hey. Hello cần mẹ. Super what the fuck you. Woo. Như vậy là đội bạn đã bị cái gì đấy các bạn ạ? À? Bị lỗi gì á? Ở đội mình bị lỗi các bạn ơi, bất ngờ quá. Hey. Vâng, và như vậy không vào. Rồi, xong. Đội bạn đã vươn lên dẫn trước một lần nữa. Thật sự rất căng thẳng các bạn ơi. Trận đấu chỉ còn 45 giây nữa. Và đây là cú đáp. Trời đất ơi, cái sự tích của đây, nó phải đón tuyệt đời. Rồi mình lại cầm được bóng. Trời ơi, cậu cuối cùng nó trượt mắt trong gang. Thật sự là rất là buồn. Anh em ơi, anh em ơi, tha cho tôi đi, đừng đắp vô cho nữa nha, vô cho nó nhục nhã. Rồi, rồi. Rồi, nó kết thúc luôn, cái này thủ tạ phải ơi, thua bất 4 điểm luôn các bạn ơi. Trận đấu còn 6 giây, mình không vì thế mà bỏ cuộc, cú đắp xa. Và một chiến thắng nào, mình đã thua nhưng mà mình rất tuyệt vời, cũng đáp xả hết sức tuyệt vời, và mình sẽ gọi là rèn luyện thêm để có những pha đáp tuyệt vời hơn như vậy. Và bây giờ sẽ đến với một trận đấu khác mà không liên quan với cái trận đấu này nữa các bạn ơi. Cái này là NBA Live, mình không biết là gì đây nữa. Ok, mình lại đấu lại cái thằng này, thế kia nó đi đấu lại cái trận này đi. Hôm nay mình chỉ gọi là ngày hôm nay mình chỉ đấu với cái đội này thôi, thật sự là rất là ghét cái đội này rồi. Thật sự là rất là may luôn. Ok, tôi đã trở lại với lại hạn xưa đây anh em ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình đang định làm gọi là pha kick off đối thủ ở ngay cái vòng đầu, nhưng mà thật sự đang thất bại các bạn ơi. Vâng, và như vậy là đội mình lần này phòng thủ đã chắc hơn rất nhiều. Wow! Sau nỗ lực phản công, giờ đội mình vẫn lên dẫn trước với tỷ số là 194. Tuyệt vời, và đội bạn bây giờ đang hơi dè chừng. Một phần. What? Thật sự rất là ghê gớm luôn các bạn ơi. Đội bạn không hề yếu chút nào. Vậy, một phần đáp trả thật sự rất là quái om mà không thể nào tin được là như vậy luôn đấy anh em ạ. Và vâng, fighting, một pha cản phá rất là tuyệt vời. Và bóng bây giờ nó thuộc về đội của mình. Vâng. Vâng, mình chiến thắng với cái đội này các bạn ạ, thực sự là rất là buồn luôn. Phải thắng giờ là không nuôi nữa, phải thắng thôi. Bây giờ mày làm sao, mày vào đây, mày làm sao vào. Trời ơi, ốc chó đấy các bạn ơi, thật sự là cay cú chứ. 101 điểm rồi các bạn ơi, mình chỉ kiếm phải ốc chó cho bọn nó sợ. Trời đất ơi, chuyên bánh cái gì vậy, chết rồi. Thật sự là mấy thằng cầu thủ của mình phải rèn luyện thêm các bạn ơi. Chứ gà luôn ý, thật sự luôn.
Oh my god. Mỗi lần mình đấu được độ này mạnh hơn các bạn ạ. Mình sẽ làm một pha nhiều đấy. Yeah. Wow, rồi bạn đã bị phạt biên hay là sao đây các bạn ơi? À, không phải đợi bạn bị phạt mà đợi mình bị phạt. What the hell, what the fuck? What cái đầu xanh đầu quá tịt chứ mà. Hey. Ê. 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 Rồi. Như vậy là còn 4 giây nữa. Mình sẽ lặp lại một phát kỷ lục này. Woo. Oh yeah. Nhưng mà nó đã thua rồi các bạn ơi. Không sao. Mình thua nhưng mà mình vẫn vinh quang các bạn ơi. Không sao hết, mình không bỏ cuộc. Mình chơi đến cuối trận, đến phút 90. Và mình đã chấp nhận mình thua. Còn bây giờ clip của mình cũng đến đây thì xin kết thúc rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À quên, nếu bạn nào thấy cái video này hay mà có ý tưởng nào mà chơi mà một cách gọi là MBA gọi là chuyên nghiệp hơn thì hãy để phần ý tưởng của mình ở dưới phần bình luận các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video game tiếp theo. Bye bye.